Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng qua Quốc hội thảo luận ở tổ về phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quản lý nợ xấu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tham gia thảo luận tại tổ với đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cao Bằng, Bình Phước và Bạc Liêu. Tại buổi thảo luận tổ, các đại biểu cơ bản đồng tình với các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra những vấn đề về thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển một cách toàn diện. Tuy nhiên hiện nay các địa phương gặp nhiều vướng mắc trong cơ chế chính sách để phát triển. Đơn cử như tại Quảng Nam, đại biểu Dương Văn Phước, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng tỉnh có nguồn thu ngân sách lớn vượt mức theo quy định của Chính phủ, nhưng gặp nhiều vướng mắc nên không thể chi đầu tư phát triển. Ở Quảng Nam còn phát sinh một số cái nhiệm vụ chi hỗ trợ đầu tư các công trình phúc lợi này, hạ tầng cơ sở an sinh xã hội cho các cái địa phương kết nghĩa, giống như là đối với Lào thì tỉnh Quảng Nam có một số cái đơn vị là kết nghĩa, tỉnh Quảng Nam kết nghĩa một số tỉnh khác, và nhất là các tỉnh Sê Công sát biên giới Quảng Nam thì nhiều công trình hỗ trợ nhưng mà cũng không thể xử lý được, cho nên cũng rất là mong muốn cũng theo cái quy định của pháp luật tại điều 9 khoản 9 luật ngân sách thì không thể chi đầu tư được. Cho nên do đó là cũng rất là mong của Quốc hội, các bộ tài chính là nghiên cứu xem xét, xử lý, giải quyết. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng việc sử dụng giải ngân vốn đầu tư đang có rất nhiều bất cập. Quốc hội đã thông qua nhiều gói hỗ trợ hàng ngàn tỷ đồng, nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa thể giải ngân, tiền vẫn chưa đến được với người dân và doanh nghiệp. Có vấn đề chúng ta quyết nguồn lực rồi mà lại không thực hiện được. Đấy, quỹ khoa học công nghệ này. Rồi rất là nhiều có tiền mà không tiêu được. Đấy, gói hỗ trợ bây giờ tiền cho hỗ trợ cho người lao động cũng chưa đến được. Cho nên chúng tôi cũng thấy rất sốt ruột và thấy là vẫn khâu tổ chức thực hiện. Tôi chỉ nói tóm lại trong đầu tư là khâu tổ chức thực hiện. Chuẩn bị đầu tư nó kém, nó chưa kỹ cho nên bây giờ vốn không đi được. Nói là mặt bằng, trước cái luật đầu tư công đã cho phép tay là làm dự án thành phần của giải phóng mặt bằng, nhưng bây giờ mà nếu chúng ta tràn, chúng ta để mà tất cả các dự án đều làm này, nó ảnh hưởng đến việc thực hiện luật đất đai. Các đại biểu tham gia thảo luận đánh giá cao nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội của nước ta thời gian qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nguyên liệu năng lượng tiếp tục tăng cao, các đại biểu cho rằng Quốc hội, Chính phủ cần có các biện pháp hỗ trợ để các doanh nghiệp ổn định sản xuất, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Hôm qua, dưới sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, các hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt tỉnh đã thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ năm 2025-2030 và năm 2026-2031. Theo sự phân công của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh các nội dung nghị quyết số 04 ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nghị quyết số 15 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Kết luận số 91 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh các nội dung nghị quyết số 13 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nghị quyết số 11 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh các nội dung nghị quyết số 06 ngày 4 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, nghị quyết số 12 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng thực hiện một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết tỉnh ủy và chương trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng một số dự án quan trọng vùng Tây của tỉnh Quảng Nam cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn dự và quán triệt nghị quyết tại hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Cà. Tại hội nghị, hơn 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn và đại diện ban dân tộc tỉnh phổ biến những nội dung quan trọng nghị quyết 12 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định 3121 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chương trình triển khai thực hiện nghị quyết 12 của tỉnh ủy. Quyết định 425 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 37 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025. Hầu hết các chỉ tiêu nêu lên tại các nghị quyết, quyết định của tỉnh tập trung giải quyết các vấn đề bức thiết hiện nay tại miền núi Quảng Nam, như bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng gắn với phát triển kinh tế rừng hợp lý, sắp xếp dân cư, ổn định chỗ ở, phòng tránh thiên tai, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển sản phẩm mô cóp gắn với khai thác giá trị bản địa để phát triển du lịch tạo sinh kế cho người dân. Thông qua hội nghị, giúp người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào thiểu số trên địa bàn nắm bắt chủ trương, định hướng phát triển kinh tế xã hội miền núi của tỉnh trong thời gian đến, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, kết hợp hài hòa giữa phong tục, tập quán địa phương và quy định nhà nước. Cũng vào sáng qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi đối thoại với bà Trần Thị Bản, trú xã Tam An Nam, huyện Núi Thành, liên quan đến khiếu nại về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở xác minh của tổ công tác, Sở Tài nguyên Môi trường kết luận, nội dung đơn bà Trần Thị Bản khiếu nại quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành về thu hồi thửa đất số 190 với diện tích 6.226 m² để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thaco Chu Lai giai đoạn 2 tại xã Tam An Nam và yêu cầu huyện Núi Thành điều chỉnh loại đất thu hồi đối với thửa đất số 190 từ loại đất rừng sản xuất sang loại đất trồng cây lâu năm là sai quy định, không có cơ sở pháp lý xem xét giải quyết. Quyết định số 2488 của Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành về giải quyết nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Bản là đảm bảo quy định pháp luật. Tại buổi đối thoại, gia đình bà Bản không bổ sung thêm giấy tờ pháp lý có liên quan. Như vậy, Sở Tài nguyên Môi trường không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Trần Thị Bản đối với diện tích 6.226 m² từ loại đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành tiếp tục tổ chức thực hiện theo quyết định đã ban hành để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thaco Chu Lai tại xã Tam An Nam, huyện Núi Thành. Chiều cùng ngày, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi đối thoại giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Mười và ông Nguyễn Xuân Thu, trú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn. Tổ xác minh Sở Tài nguyên Môi trường nhận thấy thửa đất tranh chấp số 90, tờ bản đồ số 12 đất màu diện tích 1.164 m² là của bà Đinh Thị Sương, mẹ bà Mười, đã mất năm 2016. Tuy nhiên, bà Sương không kê khai, đăng ký, không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất kể từ năm 1997. Việc bà Sương cho ông Thu mượn thửa đất số 90 được thỏa thuận bằng miệng, không có giấy tờ. Bà Sương mất, không để lại di chúc hoặc giấy tờ nào liên quan đến thửa đất này. Tính đến thời điểm bà Mười có đơn tranh chấp, hộ ông Nguyễn Xuân Thu sử dụng thửa đất số 90 để canh tác. Gia đình bà Đinh Thị Sương không tranh chấp. Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận nội dung đơn của bà Trần Thị Mười tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Xuân Thu là không đảm bảo cơ sở để giải quyết chấp thuận, đồng thời công nhận quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn về giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Mười và ông Thu là đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tại thị xã Điện Bàn, sáng qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú, Công ty Movi tổ chức ký kết thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2022. Theo thỏa thuận ký kết giữa đôi bên, Movi sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho đoàn viên và người lao động như điện tử, tiền lạnh, dụng cụ nhà bếp, hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, dịch vụ ứng tiền khẩn cấp thông qua chương trình phúc lợi Movi với mức giá ưu đãi và hỗ trợ các hoạt động chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh. Mức ưu đãi cụ thể gồm giảm giá 8% giá bán các loại hàng hóa sản phẩm, cung cấp sản phẩm cho đoàn viên người lao động và có thể trả chậm tối đa 6 tháng, tài trợ 100% lãi suất nếu có.
MUVI sẽ tham gia vào hỗ trợ các hoạt động như tháng công nhân, Tết xuân vầy, ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình, mái ấm công đoàn. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với công ty MUVI trao 75 phần quà, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng cho các đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Tại trường chuyên Lê Thánh Tông, Hội An, sáng qua trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình truyền cảm hứng theo hình thức trực tiếp, trực tuyến cho học sinh khối 12 của các trường trung học phổ thông chuyên 11 tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên và học sinh cả nước. Chương trình truyền cảm hứng sẽ giúp học sinh hiểu rõ những hoạt động tình nguyện, phương thức hiệu quả giúp người yếu thế trong xã hội, các hoạt động thực tiễn trong bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, nỗ lực ra sản phẩm có ích phục vụ cộng đồng. Thông qua trao đổi tương tác với các chuyên gia, các em có định hướng đúng để đạt được kết quả học tập tốt thông qua những hoạt động tham gia trải nghiệm thực tiễn. Đồng thời, chương trình giúp học sinh nhận thức đầy đủ trải nghiệm, giá trị của hoạt động xã hội mà các em mang lại cho cộng đồng. Đồng thời, thông qua chương trình truyền cảm hứng, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng cũng tư vấn cho học sinh cách thức chọn trường, chọn nghề, phù hợp với khả năng của bản thân. Đây là điều kiện quan trọng để quyết định đến tương lai các em sau này. Sáng cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình thiện nguyện trao tặng kinh phí hỗ trợ Ngân hàng Sữa Mẹ cho Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Thông qua nguồn hỗ trợ từ công ty TVN Team tại thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 20 triệu đồng cho Ngân hàng Sữa Mẹ Vệ Tinh tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Đây là Ngân hàng Sữa Mẹ Vệ Tinh đầu tiên trong cả nước được thành lập nhằm mục đích lưu trữ, cung cấp nguồn sữa mẹ chất lượng, thanh trùng, đạt chuẩn để cung cấp cho các phụ sản sinh non gặp các bệnh lý về tuyến sữa. Dù mới thành lập và đi vào hoạt động gần 2 năm, song Ngân hàng Sữa Mẹ Vệ Tinh Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã cung cấp nguồn sữa mẹ thanh trùng cho gần 1.500 trẻ sơ sinh, giúp các sản phụ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ. Qua đó góp phần tăng hệ miễn dịch tự nhiên cho trẻ, giảm nguy cơ bệnh tật và giúp các bé sinh non, nhẹ, cần phát triển khỏe mạnh. Thông qua hoạt động hỗ trợ từ công ty TVN Team tại thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, giúp Ngân hàng Sữa Mẹ Vệ Tinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có thêm kinh phí để duy trì nguồn sữa mẹ thường xuyên, kịp thời, hỗ trợ cho các sản phụ khi cần thiết. Thưa quý vị, chiều qua đã xảy ra một trận cháy lớn tại nhà máy may xuất khẩu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Vu Trang Việt Nam tại cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin được biết, đám cháy xuất hiện tại một phân xưởng may, sau đó bùng phát và lan nhanh. Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy, Chữa Cháy và Cứu hộ Cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động 5 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dụng, cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an địa phương và các lực lượng khác nỗ lực khống chế đám cháy. Thưa quý vị và các bạn, sau cơn bão COVID-19, nhiều người lao động ngành du lịch chuyển việc, nghỉ việc. Nguồn nhân lực du lịch nói chung, nhân lực du lịch tại Quảng Nam nói riêng đang thiếu và yếu cả số lượng lẫn chất lượng. Hoạt động du lịch đã bắt đầu phục hồi trở lại. Lượng khách dù chỉ mới tập trung cao điểm vào những kỳ nghỉ, song cũng đã cho thấy sự hụt hẫn về nhân lực. Và một khi mùa du lịch hè đã cận kề, vấn đề nhân lực cho ngành du lịch càng đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết. Những khóa đào tạo kết nối dù bất kỳ hình thức nào cũng là hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, Housekeeping Việt Nam hỗ trợ các khách sạn mở cửa trở lại, đáp ứng với tốc độ phục hồi nhanh chóng của ngành khách sạn du lịch giai đoạn hậu COVID-19. Cuối tuần vừa qua, Câu lạc bộ Quản lý Buồng Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Khách sạn Việt Nam triển khai tổ chức chương trình đào tạo Leadership Skill 2022 People-Centric Leadership cho hội viên và kết hợp triển khai lễ ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác sẵn sàng cam kết hỗ trợ giá ưu đãi tới các đơn vị có hội viên VH công tác nhằm góp phần chung tay giúp sức đưa ngành khách sạn Việt Nam phát triển trở lại rực rỡ hơn trong thời gian tới. Khóa đào tạo dù ngắn, song ngoài việc mang lại lượng kiến thức, kỹ năng mềm trong dịch vụ, cập nhật xu hướng và những thay đổi của du khách, thì còn đặt vấn đề rất cụ thể về việc quản lý nguồn nhân lực du lịch sau đại dịch. Chúng tôi thì luôn là định hướng là đào tạo nhân viên phải đi đến một cái mà để cho cái số lượng nhân viên để hoàn thành trách nhiệm mà trong công việc được giao ấy. Thì hiện tại thì hầu như những cái sự cạnh tranh của các khách sạn thì rất là nhiều, mà các đối thủ cạnh tranh thì luôn thu hút cái nguồn nhân lực. Thì với những cái cuộc training leadership mà của VH thì chúng tôi cũng sàng lọc những cái chương trình mà thiết thực để đào tạo cho
thế hệ mà trưởng bộ phận mà đưa đến kết quả mà để tốt nhất để về mà đồ tổ lại cho doanh nghiệp của mình, để cái định hướng là mở cửa khách sạn thì người chúng ta sẽ không có thiếu nguồn nhân lực. Có thể nói chưa bao giờ ngành khách sạn du lịch Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn như đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm vừa qua. Nhiều khách sạn phải đóng cửa, không hoạt động, hoặc nếu còn duy trì hoạt động thì có nhiều khách sạn giảm số lượng nhân sự tới 50%, thậm chí hơn 70%, dẫn đến việc thiếu hụt nhân lực trầm trọng khi khách sạn mở cửa trở lại. Và đặc biệt, khách sạn ngày càng đông khách hơn như trong giai đoạn bình thường mới hiện nay. Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ đầu năm 2020 đến nay, du lịch là một trong những ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Chỉ trong 2 năm 2020-2021, đại dịch đã làm mất đi 62 triệu trên tổng số 334 triệu việc làm trong ngành du lịch. Tại Quảng Nam, lực lượng lao động ngành du lịch chuyển việc trong 2 năm qua và không trở lại còn cao hơn so với bình diện chung của cả nước. Khối lượng công việc đang phải mỗi nhân viên phải cáng đáng, nó không phải 100% như bình thường, thậm chí phải 200%, thậm chí đến 300% vì do thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng. Dẫn đến các khách sạn nhiều khi phải lấy người của nhau, và đây là một cái thách thức rất là lớn cho ngành. Câu lạc bộ quản lý buồng phòng Việt Nam tổ chức cái triển khai cái chương trình đào tạo Leadership Skill 2022, mục tiêu nhằm giúp cho các cái hội viên, những nhà quản lý buồng phòng trong các khách sạn nâng cao được cái năng lực, kỹ năng về quản lý, kỹ năng lãnh đạo. Trên thực tế thì yêu cầu rất nhiều với một người lãnh đạo trong cái tình hình khách sạn mới. Họ không chỉ giỏi về kiểu chuyên môn, họ còn giỏi về cả cái khả năng motivation, tạo một cái động lực, tạo cho nhân viên có cơ hội để phát triển, gắn bó với doanh nghiệp. Ngành du lịch gần như là ngủ đông, đóng băng trong suốt cả 2 năm mà dịch COVID-19 xảy ra. Do vậy cho nên rất nhiều những nhân lực trong lĩnh vực du lịch đã phải đi tìm những cái công việc khác. Tất nhiên ý là hiệp hội cũng không thể nào đủ lực một mình để mà triển khai được cái hoạt động này, mà chúng tôi cho rằng là rất cần phải có những cái chính sách của các bộ ban ngành và các cơ quan chức năng có liên quan để về việc làm sao là có một cái sự hỗ trợ để có thể tổ chức được các cái lớp đào tạo bồi dưỡng cho cái đội ngũ lao động. Có thể nói rằng là rất nhiều những cái lao động là mới trong ngành du lịch của chúng ta. Thế chính vì vậy cho nên là đấy là cái kế hoạch mà chúng tôi cũng đã và đang triển khai. Ngay sau khi đạt mức tăng trưởng kỷ lục vào tháng 1 năm 2020, du lịch Việt Nam đã rơi vào khủng hoảng do dịch COVID-19 bùng phát. Năm 2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm trên 80% so với năm 2019, khách nội địa giảm 50%. Ngành du lịch thất thu khoảng 23 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Theo thống kê, khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngưng hoạt động. Công suất sử dụng phòng của nhiều khách sạn ở các thành phố lớn, các khu du lịch chỉ đạt từ 10 đến 15%. Nhiều khách sạn phải đóng cửa. Đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc và toàn diện, thay đổi toàn bộ chiến lược, kế hoạch và cấu trúc của ngành, trong đó có nguồn nhân lực du lịch. Cũng như các địa phương, Quảng Nam cũng cần quan tâm chính sách thu hút nhân lực du lịch, thôi việc, quay trở lại, bồi dưỡng nhân lực du lịch địa phương, có kế hoạch đào tạo bổ sung mới trong chuyển việc, thôi việc. Có thể thu hút thêm nhân lực từ các lĩnh vực khác chuyển việc, ưu tiên là người địa phương. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Thông tin Ngày Mới đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào tạm biệt.